Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Và như các bạn cũng đã biết, Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với nhân sâm, với nấm linh chi, mà nó còn được biết đến với một loại nấm nữa, đó là nấm sừng hiêu. Đây chính là nấm sừng hiêu. Các bạn có thể nhìn thấy rất giống là cái sừng của con hiêu đúng không ạ? Và đây chính là sản phẩm nấm sừng hiêu của chúng ta. Có rất nhiều người đã gọi điện đến cho Ngọc Hoa hỏi rằng cô có thể tư vấn cho tôi tác dụng của cái nấm sừng hiêu này đối với tôi không? Hiện nay cơ thể tôi như đang rất là mệt mỏi. Vâng, để trả lời cho câu hỏi của khách hàng của Ngọc Hoa cũng như là những phân vân suy nghĩ của chính bạn về tác dụng của nấm sừng hiêu thì bây giờ Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn toàn bộ những tác dụng hay là công dụng của sản phẩm nấm sừng hiêu của Hàn Quốc này nhé. Đầu tiên khi nói đến nấm sừng hiêu này, nó có một tác dụng rất đáng kể đối với những bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư. Đấy là nó sẽ ngừng quá trình nhân bản các tế bào ung thư trong cơ thể của bệnh nhân. Đối với những người mà mắc bệnh ung thư thì thường kế hạch hay là các tế bào ung thư sẽ phát triển ra toàn bộ cơ thể của chúng ta rất nhanh chóng. Vậy thì khi các bạn hỗ trợ điều trị cùng với cả nấm sừng hiêu này, nó sẽ làm chậm đi quá trình nhân bản các tế bào ung thư đấy cho các bạn. Bởi vì nó sẽ cung khi các bạn sử dụng nấm sừng hiêu, nó sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều vitamin và khoáng chất để các bạn có thể chống chọi được với cái sự phát triển của các tế bào ung thư đó. Ngoài ra, đối với những người nào mà đang phải làm việc trong môi trường căng thẳng hay lao động trí óc rất là nhiều, thì khi các bạn sử dụng nấm sừng hiêu, nó sẽ giúp các bạn thư giãn tinh thần, thư giãn thần kinh, chống được tình trạng thần kinh bị suy nhược, stress lâu ngày, lo âu căng thẳng mệt mỏi. Và ngoài ra thì khi các bạn sử dụng nó cũng làm giảm đi các tác hại của caffeine trong trà, cà phê, thuốc lá mà các bạn đang sử dụng hàng ngày. Đối với các anh nam giới thì thường xuyên chúng ta phải uống rượu bia đúng không ạ? Sẽ dẫn đến là chức năng gan của các anh sẽ rất là kém. Vậy thì khi các anh sử dụng nấm sừng hiêu, nó sẽ giúp các anh giải độc gan, tăng cường chức năng gan và nó làm ngừng tổng hợp cholesterol trong gan. Tức là chúng ta sẽ chữa được bệnh gan nhiễm mỡ. Bởi vì trong mỗi một cuộc nhậu chúng ta thường phải ăn rất nhiều các món ăn liên quan đến đồ chiên xào hay là các món dân dã hơn như là lòng lợn chẳng hạn. Khi các bạn sử dụng các món ăn đó, nó sẽ tổng hợp rất nhiều cholesterol vào trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì khi các bạn sử dụng nấm sừng hiêu, nó sẽ giúp các bạn loại bỏ các cholesterol xấu đó. Ngoài ra, nó sẽ trung hòa virus và ức chế các loại vi khuẩn gây bệnh như là bệnh viêm gan B, viêm gan C. Đấy. Đối với chị em phụ nữ thì khi chúng ta sử dụng nấm sừng hiêu thì như Ngọc Hoa vừa nói là nó có chức năng là giải độc gan. Thì ngoài giải độc gan, nó sẽ giúp cho chúng ta cơ thể khỏe mạnh hơn, thì nó còn loại bỏ thải độc tố trong cơ thể. Nên là các sắc tố lạ trên da, những độc tố trên da của chúng ta sẽ được loại bỏ, giúp chị em phụ nữ có làn da hồng hào, đẹp và trắng mịn. Nó sẽ không còn các vết nám, đồi mồi và tàn nhang nữa. Khi mà các bạn sử dụng nấm sừng hiêu thì nó có một tác dụng rất là đáng kể. Đấy là nó giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch và giúp kháng siêu vi. Nó giúp cơ thể chúng ta tự sản sinh ra được các loại vitamin, các loại khoáng chất cũng như là chất đạm cần thiết cho cơ thể để giúp cơ thể khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng nấm sừng hiêu thì thành phần trong nấm sừng hiêu nó sẽ giúp chúng ta kích hoạt các tế bào tiểu đảo tuyến tụy hoạt động. Nên khi các tế bào tiểu đảo tuyến tụy hoạt động, nó sẽ điều tiết quá trình sản xuất insulin trong máu, nên nó sẽ làm giảm lượng đường huyết trong máu của những người mắc bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, nếu những ai đang mắc bệnh tiểu đường thì nên kết hợp sử dụng nấm sừng hiêu để điều trị, tránh dẫn đến tình trạng là lượng đường huyết của chúng ta lúc lên cao, lúc lại xuống thấp, dẫn đến là chúng ta sẽ bị mắc một số chứng tai biến từ tiểu đường gây ra. Và ngoài ra, khi các bạn sử dụng nấm sừng hiêu thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta các bệnh về tim mạch như là ngừng tổng hợp cholesterol trong máu, chữa được bệnh máu nhiễm mỡ cũng như là giúp máu chúng ta tuần hoàn tốt hơn, làm cân bằng lại huyết áp và trợ tim cho chúng ta, giúp chúng ta có một sức khỏe tốt hơn và mạnh khỏe hơn.
Đó là toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của sản phẩm nấm sừng hiêu Hàn Quốc mà hiện nay đang được rất nhiều người ưa chuộng và tin dùng, nhất là đối với những bệnh nhân bị tiểu đường. Đấy. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của sản phẩm nấm sừng hiêu. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể kéo xuống video. Vào phần mô tả thì Ngọc Hoa có để một cái đường link ở đó, và bạn có thể kích vào cái đường link đó. Khi bạn kích vào đường link thì bạn sẽ vào trang web của korashop24h.com. Ở đó bạn có thể tìm hiểu rất nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm nấm sừng hiêu, cũng như là bạn có thể đặt mua hàng ngay tại website. Ngoài ra thì bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo đường chat online ở trang siêu thị trực tuyến korashop24h, hoặc là nghe chúng tôi tư vấn trực tiếp qua số điện thoại 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn cách làm thế nào để sử dụng nấm sừng hiêu hiệu quả nhất cho bạn cũng như là chính gia đình các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.